Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, theo cái dòng sự kiện thì mấy ngày hôm trước ấy, tôi có chơi Exit, tuy nhiên nó chưa được chuẩn cho lắm. Thì hôm nay tôi sẽ chơi lại cái bộ Exit theo một cách nó chuẩn nhất nha anh em nhá. Đấy, cái bộ Exit nó là một cái bộ rất đặc biệt khi mà nó chỉ có kết hợp được với những cái con Exit thôi. Nhưng mà nó cũng sẽ phải có cái lối chơi mà nó chuẩn thì nó mới mạnh được. Chứ còn nếu mà chúng ta chơi không chuẩn ấy, thì nó sẽ không phát huy được cái sức mạnh của cái bộ này đâu. Thế nên là ngày hôm nay tôi sẽ làm một cái video tổng hợp chi tiết nhất sức mạnh của cái bộ Exit nha anh em nhá. Tất nhiên là một video thì nó sẽ không đủ nói lên được nhiều điều. Đấy, nhưng mà tôi sẽ cố gắng là tổng hợp tất cả những cái gì mà lưu ý dành cho các anh em mà yêu thích chơi cái bộ Exit này ở trong cái con game ngày hôm nay. Đấy, còn cái bộ Exit thì nó sẽ có hai lối chơi. Đấy, hôm nay thì một video clip thì nó sẽ không thể chơi được hai cái lối chơi. Chúng ta chỉ chơi được một lối chơi thôi. Đó, thì hôm nay tôi sẽ đến với cái lối chơi phổ biến nhất của cái bộ này, để cho anh em có thể anh em chơi và anh em cảm nhận cái sức mạnh khi mà nó chơi đúng kiểu của Exit thì nó như nào anh em nhá. Rồi, sẽ cố gắng là chi tiết nhất. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu đến với cả cái bộ Exit và những cái điều cần lưu ý trong cái video clip ngày hôm nay. Ở đây nhá, thì cái bộ Exit ấy, tôi cũng xin lưu ý với các anh em là đây nó là không phải là một cái bộ mà các anh em mà ưa thích cái thể loại mạo hiểm và chơi kiểu là siêu late game. Đấy, đánh là một là ăn cả, hai là ngã về không ấy. Thì đây là nó không phải là một cái line up mà chơi theo kiểu là nếu mà mày mạnh thì mày có thể siêu late, mày cực kỳ mạnh và chắc chắn là sở hữu là top 1. Đấy, cái thứ hai là gì? Là không phải là một cái line up mà anh em có thể surfarm được. Đấy, nó còn phải phụ thuộc vào cái bộ tướng truyền thuyết, cũng như là những cái đối thủ của anh em ở trong game. Vừa hay là ở trong cái meta này thì các cái đối thủ của các anh em ấy ở trong game đa phần là họ chơi Witcher. Và cái bộ này lại vừa hay nó lại là cái bộ mà counter ở Witcher rất là mạnh mẽ. Đấy, rất là mạnh mẽ để counter vào cái bộ Witcher trong cái thời điểm hiện tại. Nên là nó cũng sẽ là một cái sự lựa chọn cho các anh em khi mà vào trong game thấy có quá nhiều người chơi Witcher. Thì đây nó là một cái sự lựa chọn mà rất là hợp lý. Đấy, counter và Witcher rất là khỏe luôn. Thì như tôi đã chia sẻ vừa nãy đấy, là cái bộ này nó không phải là một cái bộ mà đánh ở siêu late game anh em nhá. Đấy, nếu mà anh em muốn đạt top 1 ý, thì nó phải thỏa mãn cái điều kiện là gì? Trong bộ tướng truyền thuyết nó có những cái con tướng 5 đô mạnh này. Thứ nhất là như thế, thứ hai là anh em sẽ phải có là cái tốc độ trận đấu ấy, anh em phải đẩy lên cực điểm, tức là anh em phải đẩy trận đấu cực nhanh. Đấy, tốc độ trận đấu anh em phải đẩy cái tốc độ mà nó kết thúc nó rơi vào tầm khoảng trước round 35. Trước round 35 là anh em có thể kết thúc được trận đấu ấy, thì anh em mới có cái cơ được top 1. Còn nếu mà để sau round 35 thì nó sẽ có rất nhiều những cái line up mà nó đủ đồ, nó sẽ mạnh hơn cái bộ này. Bởi vì cái bộ này ấy, nó không có một cái con co đúng nghĩa là nó là một cái con siêu lết đâu anh em. Đấy, và nó cũng sẽ không phải là một cái bộ mà đánh mạnh vào cái siêu lết, do cái bản chất của tộc hệ nó không phải là cái hệ mà đánh ở siêu lết game. Đó, thế nên là nếu mà kết thúc trận đấu sớm thì anh em có thể được top 1. Và cái tỷ lệ top 1 nó sẽ cao hơn là anh em kéo dài càng về sau, càng về muộn thì cái tỷ lệ mà anh em được top 1 nó càng thấp. Đấy, anh em kéo càng về late game thì sẽ có những cái line up mà nó mạnh hơn rất nhiều. Những cái line up mà nó kết hợp với cái món đồ Kira nó mạnh ấy, thì nó sẽ là những cái line up mà siêu late. Đấy, còn hiện tại cái bộ này thì anh em cũng có thể thấy là sau hai cái clip test về cái bộ này và kết hợp với Kira thì thực sự là nó không hiệu quả. Nó làm cho cái tộc hệ này nó yếu đi rất nhiều. Mặc dù là có gắn đồ Kira vào thì bắn đúng là một hit một con, nhưng mà vấn đề là nó lại sức mạnh của nó không nằm ở cái việc là gây đam theo cái kiểu dạng như thế. Đấy, cái sức mạnh bộ này nó là cái sức mạnh về cái khả năng tì đè, cái khả năng mà lấy số đông để chấn áp đối thủ. Thì cái bộ này nó mạnh ở cái điểm đấy, chứ nó không mạnh ở cái điểm mà là chúng ta có sở hữu một cái con co để mà solo siêu lết, thì nó không mạnh đến cái cỡ như thế. Đấy, thế nên là dựa vào những cái đấy mà chúng ta sẽ chơi làm nào để có thể là có khả năng đẩy sớm nhất. Đấy, thậm chí là chúng ta còn có thể là lấy thêm những cái cuốn sách chẳng hạn để tăng cái những cái số lượng ulit, tăng cái số lượng đẩy lên.
Và có thể nói là cái cuốn sách là cũng là một trong những cái món mà rất là hợp với cái bộ này. Ngoài cái bộ Beat ra ấy, thì cái bộ Exit cũng là cái bộ mà rất hợp với cuốn sách. Tuy nhiên là cái bộ này này, nó có một cái là khi mà anh em sử dụng quyển sách thì anh em sẽ phải roll một cái con lên 3 sao. Và cái đấy nó hơi khó so với cái bộ Beat. Bộ Beat thì nó có The Rui, nó có Beat. Cái việc mà roll ra một con tướng 3 sao nó chỉ cần có 4 con thôi là nó có thể lên được 3 sao rồi. Nhưng mà cái bộ này thì khác. Bộ này là anh em phải con nào cũng thế, anh em cần phải có 9 con. Thế nên là nó sẽ khó hơn trong cái việc lên 3 sao. Đấy. Ơ sao không gặp nhỉ? À, gặp ở round 5 rồi. Tôi định phá chuôi cái thằng đang eco nhưng mà gặp ở round 5 tôi không để ý. Ok. Thế là bị lọt mất một round hơi nhiều máu đấy. Cái round vừa rồi là gặp ngay cái thằng gấu đẻ. Round này có thể là chúng ta sẽ bỏ Exit vào 3 con thôi. Rồi. Ba con này nói chung là cũng khá là trâu đấy. Có thể ăn được ra quái. Hiện tại là tôi cũng đã có 5 con Exit rồi. Đấy mà cái bộ Exit này chỉ cần 6 con thôi là đủ chơi. 6 con là chơi được. Hiện tại nó lại không ra những cái con cung đen ở giai đoạn đầu game. Đấy nó lại ra ở đây nó là con Dattlet và con Evil Clyde. Đó là những cái con tướng khá là trâu. Nên là nếu mà lấy những cái món đồ tăng cái sức chịu đựng thì cái giai đoạn sau chúng ta sẽ khỏe hơn. Là lấy mấy cái đồ mà kiểu dạng đánh tay. Ok, thôi là eco tiếp thôi. Tôi sẽ để 4 con anh em nhé. Để 4 con đi. Thì đã có 3 con Exit rồi đúng không? Trong đội hình nó sẽ có 3 con Exit rồi. 3 con này có thể nó sẽ đủ khỏe để nó đấm chết được một con. Cái ngọc giảm hồi chiêu này ngon này. Lấy ngọc giảm hồi chiêu đi. Trong cái trận đấu này ấy, ở truyền thuyết nó có cái con tướng 5 đô, nó là con Lick ấy. Con đấy nếu mà chúng ta sau này chúng ta lấy những cái đồ bắn trưởng ấy, chúng ta dồn cho con đấy thì nó cũng khá là khỏe. Đấy. Lấy trước là lấy đồ ấy là phải xem trước. Xem là chúng ta có những cái con gì chúng ta tận dụng vào để làm co được. Ví dụ như là trước khi ra là con Lick thì có thể chúng tôi sẽ dồn đồ cho ác mộng thì cũng ngon. Trận này có khá là nhiều người eco. Vừa cái round vừa rồi là cắt chuỗi được của hai thằng eco đấy. Chứ còn ở phía dưới là khá nhiều người yếu. Hiện tại là có cái ngọc giảm hồi chiêu rồi. Nên là chắc là tôi bỏ một viên mana này. Chúng ta sẽ đổi một cái món đồ khác. Ok, được. Lấy cái máu echo này. Tí sẽ có để sử dụng nha anh em nhé. Còn sử dụng như nào thì tí nữa anh em sẽ biết. Gặp ngay thằng Eco. Sao không để đến round 16 rồi đã gặp. Thế là chúng ta hết chuỗi rồi. Và vừa hay lại đúng là có 6 con Exit này. Tuy nhiên là round này tôi cũng chưa muốn là up lên level 6. Từ từ đã. Thêm một con 2 sao nữa đi. Thực sự là cái tầm này mà bỏ bài lên thì nó cũng chưa được mạnh lắm đâu anh em ạ. Bởi vì chúng ta chưa có đam kết liễu. Ít nhất là cái con Dattlet nó lên được 2 sao. Ở trong cái bộ này ấy, thì Dattlet hoặc là con Evil Clyde là có thể chơi được làm co. Đấy. Ngoài ra thì còn có con cung đen rồi thì con ác mộng cũng đều có thể làm co. Những cái con mà có thể gây đam ấy, lượng đam vật lý hoặc là lượng đam phép lớn thì có thể làm co được hết. Tuy nhiên là nó phải lên được 2 sao cơ. Đao này giết được một con là may rồi. Hy vọng là giết được một con. Ok. Rồi, tôi cũng chỉ cần giết được một con thôi.
cắn máu lên. 76 máu không tồi đâu. Ui dùi, thằng kia bị cắt chuỗi rồi. Thế là hết cơ hội. Chúng ta sẽ không còn cơ hội để có thể là cắt được cái chuỗi đấy nữa. Rất là đáng tiếc. Cái quả chuỗi vừa rồi là nó cũng là gần chuỗi 10 trận thắng liên tiếp rồi. Còn một trận nữa thôi. Và nó đã bị mất vào tay người khác, vào tay Thế An. Căng thật sự. Để xem Thế An chơi gì nào. Chơi beat rồi. Vãi cả bài to ạ. Ở level 7 và 6 con 2 sao mà vẫn còn có 2 sao ở dưới hàng chờ luôn. Chưa thèm chơi luôn, có 2 con 2 sao dưới hàng chờ và 6 con 2 sao ở trên bàn cờ. Berserker 2 sao, bài to vãi cứt. Khó nhỉ. Bộ beat là một cái bộ mà nếu mà lit game ấy thì nó sẽ là cái bộ và siêu lit game đấy trong cái thời điểm hiện tại. Khi mà đồ Kira nó rất hợp với cái bộ beat. Đồ Kira chơi beat thì có thể nếu mà không có co 5 đô mạnh ấy, thì có thể cho cáo ấy, cầm cũng rất ngon. Đấy, còn co 5 đô mạnh thì nó có máy bay, nó có Sailing Assassin ở trong bộ beat cực mạnh luôn. Và nó là cái line up và đánh siêu lit game. Cái bộ beat bây giờ mà có Kira thì nó không sợ bộ Exit nữa đâu anh em ạ. Ngày trước beat siêu đẻ thì rất sợ Exit. Nhưng mà cái tầm này beat Kira thì nó luốt hết những cái con tướng rồi. Nên là khi mà chúng ta giết được những cái con còn lại ấy, nó đẻ ra, nó ra được những cái con zombie nó cũng không còn nhiều nữa như ngày trước nữa. Đấy, cái bộ beat nó siêu đẻ và nó lên 3 sao thì nó rất sợ cái bộ này. Bởi vì khi mà giết chết được một con ấy là nó sẽ ra những cái con zombie 3 sao, đấm nó khỏe lắm. Nhưng mà bây giờ bộ beat nó không có nhiều những cái con tướng để chúng ta có thể tiêu diệt. Và đa phần là đều bị luốt hết bởi cái bọn Kira. Thế nên là beat bây giờ nó không sợ Exit nữa anh em ạ. Chính ra nhá, nếu mà bây giờ mà tính đi tính lại điểm qua thì cái bộ Exit bây giờ nó không counter được nhiều bộ như ngày trước. Ngày trước là nó còn counter được vào beat. Đấy, bây giờ thì không, bây giờ thì nó chỉ counter được vào Witcher này. Nó chỉ counter được vào Dominator. Nó là Greater ấy, Greater counter được. Đấy, nó chỉ counter được hai bộ thôi. Còn bây giờ beat hay là Feather cũng không counter được nữa. Feather từ khi nó đổi cơ chế là không counter được rồi. Ngày trước khi mà nó chưa đổi cơ chế thì còn counter được. Bây giờ đổi cơ chế counter cực kỳ khó luôn. Ôi, thằng này Shaman này. Trên này có Shaman ấy hả? Ui, bộ Exit tôi sợ nhất là Shaman đấy anh em ạ. Trên này có counter này. Exit nó sợ nhất vào Shaman luôn. Gặp Shaman kiểu gì cũng bị đẩy rất nhiều máu. Gặp Shaman thứ nhất là gì? Khi mà giết tướng của địch ấy, là nó sẽ không hiện ra được zombie. Nó không có zombie đâu anh em. Thứ hai là gì? Không chia đôi được máu đối thủ. Đó chính là cái lỗi sợ mà khi mà chúng ta chơi với bộ Shaman thì gần như cái bộ Exit này nó không có hưởng bất cứ một cái hiệu ứng gì cả. Nó không có một cái tộc hệ gì, nó như là những cái con nó không liên quan đến nhau, nó ném lên trên bàn cờ ấy. Đấy, anh em phải hiểu là như thế. Tức là Exit mà khi mà gặp Shaman hay là gặp Insectoid ấy là nó không có một cái gì liên quan đến nhau luôn. Chúng ta thành những cái con bài riêng biệt vứt lên bàn cờ, không được hưởng bất cứ một cái hiệu ứng gì cả. Exit thì làm gì nó có hiệu ứng gì đâu. Chúng ta chỉ kết hợp với 9 con Exit với nhau thôi mà. Nó không có cái tộc hệ, nó không liên quan đến nhau luôn ấy. Đấy. Rất là đáng sợ luôn khi mà gặp Shaman hay là gặp cái bộ Insectoid. Còn những cái bộ khác thì vô tư, chúng ta có thể chơi được. Như ở đây là cái bộ Clive thì liệu rằng có ăn được không? Clive meta này nó cũng bắt đầu quay trở lại đấy. Nhưng mà nếu mà quay trở lại ấy, thì cũng phải xem ra là có gặp Beat không. Chứ gặp Beat thì cũng toang rồi. Gặp Witcher thì cũng toang thôi. Không ăn được, vẫn chưa ăn được. Bây giờ tầm này 6 thì chưa ăn được. Nhưng mà khi nào lên 9 thì chúng ta sẽ ăn được cái bộ này thôi. Lên 9 thì sẽ ăn được. Đây rồi. Cứ phải lên 2 sao đã. 2 sao nó mới đủ đam. Rồi nó cũng sẽ có cái lượng máu nhiều. Rồi.
Hiện tại là tôi cũng đang lên được level 8 rồi. Chúng ta chắc chắn là 21 là lên được 9 đấy. Đấy, nếu mà đánh mà đúng sách giáo khoa là 21 là lên 9 là vừa. 21 lên 9 là 9 con Aegisid là khỏe. Còn khi mà anh em chơi ở level thấp thì anh em Hyperdrone thì còn lâu anh em mới lên được 9. Ăn được không? Cảm giác không ăn được. Trông con sâu nó đẻ cả. Vậy vãi cứt ạ. Nó đẻ nó sấp mặt luôn. Ôi 14 máu ạ. Tầm này chưa ăn được anh em ạ. Phải 9 cơ. 6 exit tầm này chịu rồi. Để xem là gặp thằng nào tiếp theo nào. Cái nào tiếp theo chúng ta sẽ gặp Greater. Đúng rồi. Greater thì không sợ anh em nhá. Đối thủ chơi Greater sẽ phải sợ chúng ta, chứ còn chúng ta thì không sợ Greater. Cũng chơi được, tách đội hình ra thôi, hai bên anh em ạ. Như này đảm bảo là đối thủ sẽ không thể nào có thể là úp lồng chúng được tất cả đội hình. Cũng càng rồi sao? Đấy, ăn được ngay. Mặc dù đối thủ có hai con Aegisid ở trong đội hình, nhưng mà chúng ta vẫn chia đôi máu của rất nhiều những con còn lại. Thiếu một con Aegisid. Bây giờ cần ra con bọ hung. Thiếu con bọ hung với cả con Sound Reaper, một trong hai con thôi là chúng ta có thể lên được đánh ở level 9. Đấy, còn lên level 10 thì tôi nghĩ là tôi sẽ kẹp thêm cái con gấu mà tôi đang mua ở đây. Đấy chính là lý do sao tôi lấy cái cục máu Echo đấy anh em. Để tôi cho gấu cầm. Đấy, gấu cầm tí nữa cái con gấu này ấy, nó sẽ đẻ thêm đệ. Chúng ta sẽ dùng cái quyển sách cho con gấu thì nó vừa gọi được gấu ra này, nó lại vừa gọi được thêm đệ zombie. Đó, rất hay. Và cái con khi mà chơi cái con này ấy, nó đảm bảo việc là chúng ta có thể lấy được một cái con 3 sao và không cần phải là roll 9 cái con tướng ở trong cái bộ Aegisid như tôi chia sẻ ở cái giai đoạn đầu game. Đấy, chúng ta có thể kết hợp với một con Druid cũng được. Đồ Kira vứt đi luôn nha anh em nhá. Đấy, tôi rút kinh nghiệm rồi, tôi không chơi Kira đâu. Tôi sẽ lấy là 7 cái để tôi ra cái quyển sách thôi. Rồi. Không có sách đúng không? Có cái xích cũng được. Xích cũng ok. Chúng ta sẽ phải lấy những cái món đồ mà liên quan đến cái việc là trói đối thủ lại này, hay là tăng cái khả năng triệu hồi này. Đấy, anh em thấy tôi giữ rất nhiều xích. Lý do tại làm sao khi mà đối thủ bị trói trong cái khoảng thời gian trói đấy là chúng ta có thể giết chết được những cái con tướng của đối thủ, và đối thủ nó sẽ biến thành những con zombie và đấm ngược lại đối thủ trong cái khoảng thời gian đấy. Nó sẽ gia tăng cái khoảng cách giữa những cái quân bài. Sẽ có nhiều tướng hơn. Đấy, chúng ta sẽ có nhiều tướng hơn ở trên bàn cờ và chúng ta sẽ khỏe hơn. Con cung đen của đối thủ nó thuộc tộc Aegisid nên nó không bị chia đôi máu. Rất khỏe. Ok. Thôi kiếm Aegisid thôi anh em. Đây rồi. Đủ 9 con luôn. À quá tuyệt vời anh em ạ. 9 con Aegisid. Và thậm chí chúng ta ra được cái con Lich. Vậy tôi sẽ dồn đồ cho nó luôn. Tạm thời là sẽ là như này. Yo, anh em thế nào rồi? Chào mừng anh em quay trở lại với kênh của Tính Thọ ha. Hôm nay Tính sẽ chơi cho mình một vị tướng, đó là Son Goku, trong vai trò là đi đường nè. Và đối thủ của Tính đang đi đó cũng là Son Goku luôn. Vừa rồi Tính đã bị cái thằng rừng bên team đối phương và găng cho mất một điểm mạng nè. Bây giờ mình hơi thọt so với thằng Goku bên đó. Nên chúng ta phải cẩn thận nha.
nhưng mà chúng ta đang có một cái lợi thế là chúng ta dùng được cái phép bổ trợ là Berserk, còn cái thằng đối phương này đang dùng tốc biến. Thì anh sẽ vòng vào đây dụ cho nó nghĩ là chúng ta đang ăn cái con quá nhỏ trong rừng đó, thế nào là cũng sẽ vô rồi. Lúc đó chúng ta sẽ bật Berserk lên và tấn công nó thôi nha. Đây rồi, bật con Berserk nào cái phát chiêu một đấm rất đau của cô và ta đang bị bất ngờ, và ta không ngờ là cái lượng đam của chúng ta đến từ cái chiêu một là quá đông. Anh em cũng có thể thấy được cái sự lợi hại khi chúng ta dùng cái phép bổ trợ Berserk không ạ. Nên sẽ vào đây rồi, cô ta đang áp sát chúng ta, làm chán chúng ta bằng cái bùa xanh kia, bỏ luôn cái chiêu anh đi của ta rồi. Chúng ta đang hồi máu bằng cái chiêu một, chúng ta cần phải rút lui thôi. Rất là đau, lượng đam của ta bây giờ không thể xem thường được. Chúng ta đang không có cái trạng thái đó là Kaioken, và bây giờ vừa lúc chúng ta đang lên cấp, lượng máu chúng ta đã hồi lại nhưng cô ta cũng đã rút lui rồi. Nếu như bây giờ cô ta quay trở lại, chúng ta sẽ mất luôn cái trạng thái Kaioken và có thể solo xanh chính của cô ta luôn nha. Trong thời gian nãy còn Nezuko xuống đây găng thì anh chàng Sasuke rừng thì chúng ta cũng đã kịp thời ăn lại kiểm soát cho mình cái con màu hồng, và cái bộ lợi đến từ con màu hồng đó giúp cho chúng ta có một lượng đam nhất định ha. Bây giờ cái thằng Goku bên đối diện chắc chắn là sẽ không bị đánh lại chúng ta nữa, bởi vì thứ nhất là chúng ta có cái bộ lợi của con màu hồng là tăng được bộ lượng đam rồi, thứ hai là chúng ta đang dùng cái phép bổ trợ là Berserk, nó sẽ giúp cho chúng ta có rất nhiều lợi thế trong solo hơn hẳn cả cái phép hỗ trợ tốc biến mà cái thằng Goku đối diện đang sử dụng ha. Còn đẩy đường đã bị Nezuko ăn rồi, ở trên kia thì cả Zenitsu tới, chúng ta cần phải rút lui thôi. Trong tình huống này chúng ta 3-1, chúng ta mà giao tranh trong cái tình huống này thì tụi nó quýnh mình như cái mình rất luôn đó. Chúng ta có thể quan sát thấy là đồng đội đang di chuyển xuống, chúng ta chỉ cần ẩn nhẫn chờ đợi trong cái tình huống này thôi ha. Bật luôn cái trạng thái Kaioken, Goku thì nó vuông đã rút lui rồi, Nezuko đang muốn áp sát chúng ta và cái chiêu hai kia có tăng cao chúng ta thành công nguyên, chẳng có vấn đề gì cả khi mà đồng đội chúng ta đã xuống rồi. Chuẩn bị giao tranh đang nổ ra kìa, anh tiên của Sasuke thành công, chúng có người Zenitsu, anh ta đang cố chạy thoát, chúng ta chỉ theo và dùng cái Kamehameha cất liệu được anh ấy, tấn công vào Goku, qua cũng đã tới để hỗ trợ, nên Sasuke quay trở lại và cô ta chắc chắn sẽ là con mồi tiếp theo của chúng ta mà thôi. Kể từ giờ phút này tôi tuyên bố tôi không sợ bất kỳ gia con thằng nào nữa, từ bây giờ trở đi bất kỳ thằng nào xuống đây tôi sẽ cho thằng đó biến thành cái mình đất ngay lập tức. Mục tiêu tiếp theo tôi hướng tới chính là cái trụ này, nhưng cái thằng Goku tiên đối diện nó cứ đi vòng vòng, nó chắn trước mặt chúng ta nhưng mà không thể nào đụng vô cái trụ được anh em ạ. Và chúng ta cần lên rút lui đi ha. Tôi sẽ ăn cái con quá nhỏ này trước, rồi sau đó chúng ta sẽ quay lại sau lo cái trụ sau anh em ha. Khi mà chúng ta đang có cái lợi thế, Goku đang tới từ từ ha, áp sát nó bằng cái chiêu hai đang đấm nước đầu, nó đang trả đà chúng ta bằng Kamehameha, đang lên rút lui nha. Chúng ta đang không có cái trạng thái cao kèn rồi mà, chỉ vài giây nữa thôi thì cái trạng thái cao kèn sẽ được kích hoạt lại lần nữa, lúc đó sẽ là thời khắc mà chúng ta đưa nó lên bảng ha. Kích hoạt cao kèn rồi, lúc thứ hai và đấm anh ta lúc đầu chịu Kamehameha và cắt liệu đi cái mạng Goku tìm đỏ rất nhanh. Goku của team bạn là nằm xuống và Sasuke cũng mặc ở đây rồi. Theo bản đồ minimap thì tôi có thể thấy rằng team đối phương đang có động thái là di chuyển dần lên trên top. Vậy thì cái trụ ở đường dưới này tôi sẽ kích liệu luôn nha. Điểm mạnh khi anh em chơi Goku đó là cái khả năng đẩy đường cực kỳ mạnh luôn. Anh em chỉ cần kích hoạt cái chi một lên thôi. Anh em thậm chí có thể kích hoạt luôn cả Kaioken để anh em có thể lấy cái trụ nhanh nha. Tốc độ lấy trụ của Goku trong trạng thái Kaioken gần như là nhanh nhất cái game này rồi đấy. Trong đầu tỉnh đang có một câu hỏi là cái thằng Sasuke này nó có bị não hay không mà nó cứ lỡn vỡn như này làm gì ta, trong khi cái con bùa của nó ở trên đường top thì nó đang hồi lại rồi. Hình như là ngày nó chê bùa sao anh em ạ. Goku thì bạn nó ra rồi, cả người đi mấy của tiên đối phương cũng đã xuống đây rồi. Sasuke đang xong vào cái chiêu hai của mình, ảnh tiêu của Gaara cũng đã tung ra, ảnh tiêu Sasuke chúng hai thành viên thành công. Chúng ta lướt vào bằng chiêu hai áp sát, Sasuke đang đánh rất đau chân dậy luôn và cắt lấy được cái mạng của Gaara, và chúng ta cũng cắt lấy được cái mạng của Goku thì đối phương một lần nữa. Và đây là cơ hội để cho tính chứng minh cho anh em được cái độ bá của Goku trong việc lấy chậu là thế nào nha. Tính chỉ cần bật chiêu một thôi, không cần kích hoạt trạng thái cao kèn, anh em có thể nhìn thấy cái máu của chậu kèn tục liên tục, anh em thấy không ạ? Và chắc chắn là cái chậu này sẽ nằm xuống thôi. Nezuko đã tới rồi nhưng cô ta đã đến muộn một bước rồi, đồng đội chúng ta cũng đang xuống và hỗ trợ rồi đây. Trạng thái Kaioken đã được hồi lại, chúng ta sẵn sàng cho một cuộc combat tiếp theo. Dù sao đi nữa thì team của đối phương cũng đã rút lui rồi, chắc chắn là họ sẽ không bao giờ giảm xong vào trong tình huống này, bởi vì họ đang chơi với ý thiếu người cơ mà. Hai thành viên tiểu phương đã nằm xuống rồi, có mò cũng đã ra nhưng anh bạn Sasuke vẫn không có cái dấu hiệu là muốn xuống để ăn cái con mò này ha. Vậy thì chúng ta cũng nên ăn con mò đi. Con mò thứ hai sẽ cho chúng ta một cái tốc chạy khá khá đó, lúc đó chúng ta có thể di chuyển nhanh hơn và sẽ có lợi thế hơn nhiều so với tiểu phương đấy. Theo minimap thì có vẻ như có một trận chiến kịch liệt đang diễn ra ở phía rừng của đối phương ở phía dưới kìa nè, mà lấy không ạ. Bốn thành viên của đội đỏ đang bổ vây Sasuke và bà, chúng ta sẽ di chuyển xuống và hỗ trợ nha. Trước khi đó thì chúng ta nên kích hoạt trước cái Spirit Bomb này, hay gọi là quả cầu kinh khí đó. Có vẻ như chúng ta đã trễ rồi khi qua đã nằm xuống và chắc chắn là Sasuke cũng sẽ đi theo đồng đội thôi. Hai thành viên tiến phương đang di chuyển ở đây này, chúng ta sẽ chặn đầu bằng cái quả cầu kinh khí nha. Thành công kia được Kensho và lấy luôn cả cái nội tài của Gaara rồi, và anh ta chắc chắn sẽ nằm xuống thôi khi mà cái nội tài đã không còn nữa. Nezuko đang đi đâu đây, cô ta đang bị lập chậm ở chiêu Kamehameha của chúng ta, và chắc chắn là Sasuke cũng sẽ đi theo tất cả những đồng đội của mình mà thôi. Chúng ta không thể nào trở lại trong tình huống này khi mà có ba thành viên chúng ta đang quay bùa rất nhiều. Until của Usopp được tung ra và chúng thành công trên người của Kushida, và chắc chắn là đây là một tình huống tiêu hoài cho tên phường. Anh chàng Usopp bên phía từ chúng ta thật sự là một người chơi AD có kỹ năng, anh ta luôn luôn quan sát bản đồ, anh ta luôn luôn thực hiện những cái cố gắng anh tiêu cực kỳ chuẩn xác. Ok, có mùa đỏ đã thuộc về tay thì chúng ta rồi, và nhiệm vụ của người đi top chắc chắn là phải giữ được đỉnh lực thật cao đẹp ha. Anh em có thể quan sát thấy là hai đường đỉnh hai bên đang có vẻ là đang ở giữa, đang ở giữa Ấn Độ đẹp không ạ.
thì nhiệm vụ chúng ta sẽ luôn luôn đẩy những cái thế lớn này lên cao ha, gây áp lực cho những đối phương, đồng thời chúng ta sẽ sau khi chúng ta làm chuyện đó chúng ta sẽ di chuyển xuống và hỗ trợ đồng đội. Ví dụ như trong tình huống này đây, anh em có thể thấy trên bản đồ là team đối phương đang tập trung lúc đầu ở dưới kia kia, Zenitsu đang ở đây rồi, lúc lần thứ hai đóng chi một lúc đầu anh ta lúc đi và bỏ chạy camera dễ theo, nhưng chắc chắn là thủ đoạn anh ta đã thành công giải thoát được rồi. Goku đối phương cũng đang muốn hút lui khi mà thấy chúng ta tới rồi, còn gây ra trong bụi quy biến bánh, và chắc chắn anh ta sẽ bị đánh lẻo bởi anh chàng Sasuke mà thôi. Hai thành viên tên đối phương đã nằm xuống và chắc chắn rằng đấy là lợi thế để giúp cho chúng ta sẽ sở hữu ít nhất là một cái chủng bực thềm rồi đấy. Giao tranh tiếp tục nổ ra, biết anh chàng Zenitsu đang bỏ chạy đi kìa, qua đang dí theo, nhưng cẩn thận nha, anh ta là một người chơi sát thủ lấy, anh ta lại quay lại trả đam và kết liễu đi được không, cái mạng của anh qua rồi. Dù gì anh ta cũng đã đồng quy vô tận. Ở đây Ishida tên đối phương đang có một tình huống đi lộ cái bờ và chúng ta mở luôn cái linh hồn của anh ta nha. Quá trời ngon luôn, bán thành viên tiến luôn nằm xuống thì chắc chắn là cái chủ đường quyết này sẽ thuộc về chúng ta thôi. Thánh luôn đã ra ra chấp là cái chủ quán một cái liệu mạng ta rất nhanh, có một cái lúc ra ngay lập tức, nhưng chắc chắn là cái chủ này sẽ không đủ đàm để có thể hạ gục chúng ta. Một cái chủ bậc thềm ở đường dưới đã thuộc vào tay thì chúng ta, và chắc chắn là tiếp theo sẽ là cái chủ bậc thềm ở ngay đường giữa mà thôi, chính mình hạ gục. Quá trời ngon anh em ha, xin phép anh em cho tỉnh ngủ miếng nước đi. Chiếc hoa bỏ cầu kinh khí là chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng Việt Nam. Tuy đối phương gần như đã hồi sinh toàn bộ rồi, Usopp đang một mình đứng không biết và muốn lấy được cái chủ bậc thềm kia kìa. Quả cầu kinh đang chọi xuống và thành công trúng được người lợi Ishida, ta còn một cái mối thôi. Ấn tiêu của Sasuke được tung ra và tất cả những thành viên chúng ta đã chờ đợi nãy giờ, họ đã bị rơi vào bẫy phục kích của chúng ta rồi. Và chắc chắn rằng đây sẽ là kết thúc của trận đấu này mà thôi, khi mà đợt lực của chúng ta đã áp sát gần kề rồi. Cảm ơn anh em đã dành thời gian quý báu để theo dõi video này ha. Nếu như anh em thấy video hay hãy cho tôi xin một like, đồng thời hãy nhấn vào nút subscribe, có biểu tượng cái chuông đăng ký, anh em sẽ được nhận được thông báo về tính thời video mới nhất đó. Còn bây giờ thì cảm ơn và hẹn gặp lại. Một phút dành cho quảng cáo. Cái đoạn video anh em vừa xem là một trận đấu ở trong game Jump Assemble trên kênh của anh em Tín Tổ. Jump Assemble là một cái tựa game thuộc thể loại MOBA, giống như là tốc chiến, giống như là liên quân đấy, với cái nền đồ họa trong sáng. Và nó có một cái hệ thống nhân vật rất là đặc biệt. Đấy chính là những cái nhân vật ở trong những cái bộ anime nổi tiếng như Sonoku, như Naruto đấy, những cái bộ như là One Piece chẳng hạn. Thì tôi thấy là đây là một cái tựa game mà nó mới phát hành và nó rất là hay. Và cái phiên bản chính thức thì tháng 6 này nó mới phát hành cơ. Đấy, nên là nếu mà các anh em mà đã quá nhàm chán với cái thể loại Autobattle mà anh em muốn tìm một cái thể loại mới để có được những cái trải nghiệm mới, thì anh em có thể thử qua cái tựa game này Jump Assemble. Đấy, và anh em cũng có thể đăng ký kênh của anh em Tín Tổ, bởi vì anh em Tín Tổ thì là một trong những người đầu tiên làm về cái tựa game này ở tại Việt Nam. Và tôi tin là kỹ năng của anh em Tín Tổ cũng như là cái phong cách nói chuyện sẽ hợp với thị hiếu của rất nhiều người. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trở lại với cái con game này. Tôi sắp đi rồi anh em ạ. Dã man. Thế An và Mochino giờ đang rất là khỏe. Gặp Thế An quả này lại bị đẩy sấp mặt rồi. Ăn nổi không? Chúng ta đang có 9 Exit. Cắt được chưa của Thế An không? 9 Exit mà không cắt được thì thôi, tôi quit luôn. Tất nhiên là cắt được rồi. Tầm này thì chắc chắn là chúng ta sẽ cắt được. Đây là giai đoạn giữa game ở round 23. Chúng ta đang chơi bộ 9 Exit và chúng ta đang khỏe nha anh em nhá. Tầm này là khỏe rồi. Sau round 30 đấy là bắt đầu là yếu dần, và đến sau round 35 thì nó là phế hẳn. Cái bộ này nó là như thế nhá anh em nhá. Anh em hãy lưu ý những cái mốc thời gian để chơi cái bộ này. Bộ này nó sẽ có cái kiểu chơi, nó là đến round 30 nó là vẫn khỏe. RO đây rồi. Tuyệt vời. Tôi sẽ lấy RO này, tôi sẽ lấy sách. Đấy, đấy là những cái món đồ mà sẽ giúp cho chúng ta đẩy càng nhanh càng tốt. Và khi mà lên 10 tôi sẽ kẹp thêm con gấu và cầm quyển sách và cái RO nha anh em nhá. Đấy. Rồi hy vọng cho cái con gấu này nó lên 3 sao cho tôi, để tôi có thể là gọi được ra những cái con đệ 3 sao. Đấy, và cả bọn Clive bây giờ cũng không thể nào có thể ăn được bộ này nữa. Anh em thấy không? Cái sức mạnh của bộ này khi mà nó ở round 20 thực sự nó rất khỏe và nó đẩy này. Anh em nhìn này, 25 máu luôn. Đó. Rõ ràng là nếu mà tận dụng được cái khoảng sau khoảng từ 20 đến 30 đấy, trong cái khoảng thời gian đấy mà anh em đẩy được hết thì anh em vô địch. Đấy là cái khoảng thời gian mà khoảng thời gian nó gọi là gì? Giờ vàng, khung giờ vàng cho cái bộ này đấy anh em ạ.
Aegir Seed nó tuyệt vời nhất, nó mạnh nhất từ khoảng round 21 đến round 29. Còn sau round 30 họ sẽ có một cái món đồ cam nữa. Sau round 35 họ sẽ có một cái món đồ cam nữa. Và chúng ta sẽ không thể có cái cửa để dứt điểm cái con co của đối thủ đâu. Chúng ta có thể clear được tất cả những cái con ở trên bàn cờ trừ co của đối thủ. Và mỗi round chúng ta sẽ lọt một con, chúng ta sẽ thua dần đến chết. Đấy là cái bộ này đấy anh em. Đó. Chơi làm nào để đối thủ, co của đối thủ chưa mạnh, chưa đủ mạnh thì mới có thể tiêu diệt được. Chứ còn khi mà đối thủ đã đủ mạnh rồi, đối thủ khỏe rồi thì không thể tiêu diệt được luôn. Rồi, đây cầm đánh nhá, counter đánh tay. Rồi, lên 10 đó. Chúng ta sẽ kẹp thêm con gấu vào, tăng cái khả năng đẻ của cái bộ này lên. Ok. Liệu rằng tôi có thể đẩy được chết bọn nó không? Khi mà lượng máu của bọn nó bây giờ là 89 máu, 71 máu, 45 máu, đều là những cái lượng máu rất nhiều. Chúng ta, thời hạn của chúng ta bây giờ chỉ còn là 26, 27, 28 và 29, 4 round nữa thôi. Mỗi round đẩy được 20 máu thì là sẽ là vô địch. Nhưng mà đâu phải là tôi sẽ gặp tất cả bọn nó ở tất cả các round đâu. Không, mỗi round tôi chỉ gặp một đứa thôi. Thế nên là cái cơ hội để mà đẩy chết được hết bọn nó trước round 30 là không thể anh em nhá. Và sau round 30 thì hên xui, đến round 35 thì chịu hẳn. Đấy, chuyện này liệu rằng chúng ta có thể được top không? Hy vọng nó sẽ là một cái top, không phải top 1 thì cũng là top 2, chứ còn đừng có top 3 nữa. Hôm nay chơi đúng kiểu rồi, đúng bài rồi anh em ạ. Hiện tại thằng này có cáo với cái chém lan nhưng mà chưa có cái món đồ Kira. Thế nên là chưa thể nói là đánh lết được. Ok, rồi. Bắt đầu từ bạn. Bắt đầu từ bạn. Ui, 9 máu, gần 30 máu luôn. Kịp không đây, tăng cái tốc độ lên. Thực ra tốc độ này là cũng là mắc binh rồi anh em ạ. Tốc độ đẩy bây giờ là cũng là mắc binh rồi đấy. Bây giờ nếu mà round nào tôi cũng gặp cả 4 thằng thì là chắc chắn là tôi vô địch. Nhưng mà không, cái câu chuyện là cái con game này nó không như thế. Đấy, nó không cho chúng ta gặp là mỗi round là tất cả phiên bản của tôi, tất cả những cái bóng của tôi gặp đối thủ. Không có đâu. Khôn như thế thì nói chung là không có ai chơi game nữa. Đấy, bây giờ là tôi sẽ chỉ có hy vọng là gặp được những cái thằng như thằng Thế An này, để cho nó mất thật là nhiều máu à. Để tí nữa khi mà lết game thì nó chỉ cần sơ sẩy một round thôi, lật một con thôi là đi. Đấy, nó là như thế. Còn nếu mà bây giờ mà cứ không gặp Thế An ấy, đấy, từ round 26 mà đến round 29 mà không gặp Thế An này thôi. Xác định đây rồi, gặp rồi. Chưa có đồ Kira thì vẫn vô tư. Chưa có đồ... Ôi, cái gì đấy? Tôi chết rồi. Tôi chết rồi anh em ơi. Tôi chết rồi, chết rồi, chết rồi. Đẩy ngược lại này. Bởi vì làm sao? Bởi vì tôi đứng tụm anh em ạ. Trời ơi, cái round vừa rồi tôi đứng tụm vào, bị nó chọt qua một phát chết hết. Chán đời. Chán đời thật sự luôn á. Thế... quả đấy lẽ ra là đứng tản ra thì là có khi là đẩy nó cả chục máu rồi. League 2 xem nào. Được không? Được luôn. Được thì là được đấy. Được thì là được đấy. Ok. Bây giờ bán con gì đi. Tách cái đội hình ra nhá. Đứng tụm quả hơi sai lầm, bị cáo chọt cho. Úi rồi ôi. Rồi. Bây giờ thì gặp thằng Clyde này thì vô tư rồi anh em ơi. Anh em nhìn này. Thấy chưa? Nó khỏe chưa? Vãi cứt. Chồng 40 máu ạ. Trời. Đó, cái sức mạnh của nó là như thế. Cái quả vừa rồi cái thằng Thế An nó may mà nó con cáo nó chọt được đấy anh em ạ. À. Không thì nó cũng chết với tôi rồi. Vậy round này là round 29. Lại gặp lại cái thằng Hunter thôi. Thằng Hunter 38 máu có đi luôn không? Vớ vẩn đi luôn ấy, thật. Hunter 38 máu vớ vẩn đi luôn ấy. Thế A này đồ như này. À, mua bài kiểu này là chắc chắn là tí nữa là dồn đồ Kira rồi anh em ạ. Hiện tế mấy con Drui 3 sao á. Tí đồ Kira cho gấu với chém lan thì nó đấm cho tôi sấp mặt luôn ấy. Còn 71 máu chịu luôn.
Cái round vừa rồi là mất đẩy khoảng độ 40 máu. Cái round vừa rồi thì còn may ra còn có cửa. Tầm này round 30 là xong rồi. Hỏng rồi. Rồi Hunter vô tư. Đấy. Đẩy chết luôn không? 38 máu đi luôn không? Trông cũng nhiều đấy. Ui dùi ui, vẫn chưa đi. Tôi cứ ngỡ là đi rồi á, nhưng mà nó lại không đi. Thằng Thế An lại có chuỗi rồi kìa. Cay nhờ. Ra này tôi đúc cái quyển sách nha anh em nhá. Tôi sẽ cố gắng đúc cái quyển sách cho gấu. Đấy, đỡ không đâu có cần đồ Kira đâu. Ở trong cái bộ này nó không phải là cái món Kira là sử dụng là mạnh đâu anh em ạ. Mặc dù là đam nó to thật đấy, nhưng mà nó không mạnh bằng như này. Chơi như này mạnh hơn nhiều. Chúng ta chơi kiểu siêu đẩy siêu đẩy. Hướng tới những cái quyển sách ấy. Bộ này nhá, nếu mà lấy ngon là phải lấy hai quyển sách. Ngon phải lấy hai quyển sách. Một con là con ví dụ con đất lét hay là con co chính của chúng ta. Ví dụ như con gì nhỉ, con ác mộng ấy. Con ác mộng lên được 3 sao cầm sách. Ok. Rồi. Rồi đổi quyển sách nha anh em nhé. Vứt cái món này đi vậy. Giữ lại cái xích được. Ui đồ ô à. Thôi được rồi. Không có sách lấy cái đồ ô vậy. Cái đồ này chúng ta sẽ lấy cho gấu anh em nhé. Lấy gấu. Cũng là một cái mà chúng ta có thể gọi được ra hai con gấu. Sách thì cũng gọi ra hai con gấu thôi. Mà con gấu này bây giờ vẫn chưa lên được 3 sao này. Đấy, chắc chắn là top 2 rồi đấy. Còn top 1 thì hơi khó. Top 1 thì bây giờ cần phải có sách cơ. Round này có sách và gấu 3 thì có cửa. Trước round 35 gấu 3 và có sách. Còn sau round 35 thì khó lắm. Lúc đấy con cào nó đủ đồ chống chịu rồi thì khả năng tiêu diệt là rất khó. Rồi. Gặp lại Thế An. Gặp lại Thế An. Gặp lại. Nào như nào. Đấy anh em thấy chưa. Tầm này vẫn ăn được nhá. Tầm này đừng để nó lăn nữa. Ui giời ơi. Nó lại lăn, nó lại trong cái có đồ Kira rồi anh em ạ. Chịu. Nó cáo trâu quá rồi. Nó có đồ Kira rồi. Nó có đồ Kira rồi. Đấy. Thực ra đánh cái bộ này mà spam rank thì nó cũng ok đấy chứ nhở anh em nhở. Nếu mà không được top 1 thì top 2 là cũng tăng rank đều đều rồi đúng không? Và cái tốc độ trận đấu ấy, cái vấn đề là chúng ta chỉ mất có 32 round để kết thúc một trận đấu. Tức là chúng ta có thể chơi cùng một cái thời gian mà chơi nhiều trận đấu hơn đấy. Tức là chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian để leo rank nếu mà chơi cái bộ này. Anh em có thấy thế không? Đấy, 32, 33 trận đấu là 33 round là kết thúc trận đấu rồi. Thậm chí bây giờ anh em quyết luôn cũng được. Bởi vì là làm sao? Bởi vì là chắc chắn là cái tỷ lệ mà ăn được nó rất khó. Nó gần như là không luôn. Bây giờ là đánh đến solo late game này rồi thì thôi thì cái tầm này thì quyết luôn làm ván mới. Thế là anh em chỉ mất có khoảng 30 phút thôi là xong một trận đấu rồi. Đấy, rất là nhanh. Đấy, còn anh em cố gắng anh em nhây thì anh em mất thời gian thôi. Anh em mất thời gian mà thực ra là cái hiệu quả nó cũng không cao. Đấy, để được một trận top 1 thì thà anh em làm quả hai trận top 2 đi. Cùng một thời gian đi nó hiệu quả hơn đúng không? Đấy, bây giờ khả năng thắng là rất khó. Gần như là không. Khó lắm. Con cáo nó có Kira, cái lượng máu nó rất nhiều và chúng ta không thể nào kết liễu được. Mặc dù là chúng ta chia đôi máu rồi đấy, nhưng mà nó cũng x2 máu à. Nó x2 máu lên rồi nó chia đôi máu thì cái lượng máu nó trở về cái thế bình thường rồi. Rất khó chơi. Đối thủ cũng còn rất nhiều máu. Để bảo mà nó lọt một đao mà nó thua thì là không có đâu. Đấy, chúng ta thì mỗi đao chúng ta lọt một ít cho đến chết. Thôi cố gắng chơi lốt cái trận này nhá anh em nhá. Mặc dù là cái tầm này thì nói chung là quýt là cũng được rồi. Nhưng mà thôi để tôi chơi để cho anh em thấy là cái bộ này thực ra thì trước là 35 là vẫn có cái cơ sở là nó ăn được. Nhưng mà cái cú ăn được đấy nó phải dựa vào nhiều cái điều kiện đấy, cái điều kiện thứ nhất là cái con lick nó không bị chọc trúng thì chúng ta mới có thể là ăn được. Đây là như quả này này. Đấy, như cái quả này là được đấy.
Em thấy chưa? Đấy, vẫn đẩy được 20 máu ấy chứ, có ý đâu. Đó, nó sẽ có những cái round nó như thế. Với những cái đối thủ mà thấp máu là chúng ta có thể top 1 được, nhưng mà ông này thì không. Đối thủ này thì bây giờ máu còn tận 50 máu thì lấy cái cửa gì? Và chúng ta chỉ làm được cái điều đấy ở trước round 35 thôi anh em ạ. Còn sau round 35 thì không bao giờ có thể làm được cái điều đấy nữa. Cái điều đấy nó là cái điều mà nói chung là không bao giờ có thể làm được. Đấy. Kết luận cuối cùng là gì? Là top 2. Tầm này nếu mà giả sử như cái món đồ mà trước meta ấy, nó có cái gậy giật sét ấy, cái gậy trích mà nó là cái đồ cam ấy thì khả năng là vẫn chơi được đấy. Nhưng bây giờ gậy trích nó đã giảm sức mạnh quá nhiều rồi nên là bây giờ không có thể giết được. Ok kìa. Và cái đao này là chúng ta sẽ ra đi. Con nick nó bị vào nó bớ luôn ạ. Cay thật sự. Ôi xong rồi. Lọt hai con à? À không, đâu là một con thôi. Nhây đến ra 36 anh em ạ. 36 lên được gấu 3 thì cũng chắc là cũng có một tí cơ hội. Mà bây giờ còn hai con gấu nữa. Không hiểu có lên được gấu 3 với cuốn sách không đây. Nhưng mà tầm này muộn rồi, tầm này muộn rồi, muộn lắm rồi. Không chơi được nữa. Kể ra mà nếu mà có sách ở round 25 ấy, tầm round 25 có sách thì là tuyệt vời luôn. Lúc đấy thì đẩy cực kỳ kinh. Bởi vì round 26 là chạm mốc là level 10 mà. Là kẹp được thêm con gấu vào rồi. Đấy. Có sách ở round 25 thì là chúng ta sẽ đẩy lobby này nhanh hơn và khả năng là top 1 cao hơn. Và khi mà chúng ta đã quá muộn, đến tận round 35 vẫn chưa có sách thì rõ ràng là cái việc đấy là nó rất khó. Để mà đi đẩy là rất khó rồi. Ok. Chưa có sách. Cay nhỉ. Ôi rồi ơi. Thôi rèn người sách cái nhỉ. Bứt bứt đồ đi rèn sách đã. Ok. Vẫn chưa có. Random phát nữa này. Phải có. Không để không có. Rồi. Ít ra là cũng phải như thế chứ. Ok nhưng mà có vẻ toang. Mà cái trận này không ra gấu á. Gấu ơi. Ra thế nào. Chán đời thật sự. Khó quá rồi. Thôi nói chung là không ra sách không ra gấu 3 sao thì thôi. Xác định luôn. Cái vấn đề là bây giờ con này nó đủ đồ rồi, không bị trói nữa. Cáo không bị trói nữa. Ok nhưng mà bạn ơi, RO ạ. Cáo RO thôi chịu. Cáo RO anh em ạ. Chịu à. Cáo nó có đồ. Ok. Ok bạn ơi. Vẫn ăn được cơ. Cáo có RO mẹ. Nó lăn hai quả liên tiếp luôn. Cấu ơi ra đi xem nào. Cay nhở. Ok. Không sao con gấu luôn. Liệu rằng chúng ta còn có thể may mắn được rao lượng không? Căng thẳng thật sự. Cái tầm này mặc dù là luôn là chuẩn bị tinh thần là thua đấy. Nhưng mà vẫn có cái hy vọng ấy nhỉ anh em nhỉ. Vẫn có như kiểu có cơ hội ấy. Để xem nào. Làm gì có cơ hội ấy, đúng không? Có cơ hội không? Được không? Tôi có làm được không? Ok. Ui rồi ôi, nó chọc trúng con lick anh em ạ. Thôi, chả có cơ hội nào hết. Chả có cái cơ hội nào hết anh em ạ. Thua. Rồi, qua video clip ngày hôm nay chắc anh em cũng có thể là mường tượng ra được cái sức mạnh của Exit. Nó thực sự là nó mạnh ở chỗ nào rồi anh em nhá. Tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.